Quế không chỉ có tác dụng làm đậm vị trà, trong mùa đông quế có sức mạnh mãnh liệt thu hút khách hàng. Bài học hôm nay, trà cam quế nóng. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là pha chế online, nơi các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà quế vào cốc sứ. Rót 170 ml nước sôi vào cốc sứ. Hoàn thành bước 1. Bước 2. Tạo vị. Sử dụng nửa quả cam, cắt một lát cam tròn. Vắt nửa quả cam. Rót thêm 25 ml đường. Rót nguyên liệu vào cốc. Khuấy nhẹ. Hoàn thành bước 2. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé. Trang trí bằng một lát cam tròn. Và 2 thanh quế bé. Hoàn thành. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà quế vào cốc sứ. Rót 170 ml nước sôi vào cốc. Bước 2. Tạo vị. Cắt một lát cam tròn. Vắt nửa quả cam lấy 25 ml nước cốt cam. Rót 25 ml nước cốt cam và 25 ml đường vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Thả một lát cam vào cốc. Thả 2 nhánh quế bé vào cốc. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé.